năm của em gần mới vô lớp 10. Nó là nói chung là mới vô lớp 10 đủ thứ khoản tiền nên là em mới bắt đầu đi làm. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.